luyện viên Chu Xi còn thiếu điều gì với U22 Việt Nam? Trận thắng U22 Lào ở lượt đấu mở màn bảng BC Game 32 của U22 Việt Nam diễn ra tối qua ngày 30 tháng 4 đã khiến rất nhiều người hâm mộ bóng đá chưa hài lòng. Nguyên nhân do đâu? Có thể thấy trừ trận hòa chật vật 1-1 đội tuyển Lào ở Tiger Cup 1996, tiền thân của AFF Cup ngày nay, trong đó nguyên nhân vì nhiều cầu thủ có vấn đề ở trận này. Các đội tuyển bóng đá Việt Nam rất hiếm khi gặp khó khăn khi đối đầu với các đội bóng Lào ở những giải đấu trong khu vực. Có thể nhiều người cho rằng U22 Lào trong trận đấu tối qua có 3 cầu thủ Lào kiều nên lực lượng của họ đã mạnh hơn và chơi hay hơn. Nhưng rõ ràng lối chơi của U22 Việt Nam vẫn còn thiếu sự gắn kết và khá căng cứng. Ngay bản thân huấn luyện viên Chu Xi cũng thừa nhận sau trận đấu là các học trò của ông bị căng cứng tâm lý và sợ bị gỡ hòa sau khi có bàn thắng dẫn trước từ quá sớm. Nghe qua điều này hẳn nhiều người khá bất ngờ vì U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn U22 Lào rất nhiều. Vậy huấn luyện viên Chu Xi còn thiếu điều gì với U22 Việt Nam khiến các học trò chưa thể hiện được mình và rơi vào trạng thái căng cứng tâm lý trước một đội bóng được đánh giá thấp hơn như thế? Điều trước tiên có thể thấy ông Chu Xi chưa truyền được tinh thần chiến đấu. Một trong những điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam cho các học trò ở các giải đấu lớn, điều mà huấn luyện viên tiền nhiệm Park Hang-seo đã làm rất tốt. Đây là việc làm rất quan trọng vì khi thực hiện đúng, kết quả mà nó đem lại thực sự hiệu quả bởi khi đó cầu thủ sẽ chơi như lên đồng với hơn 100% sức lực của mình. Với tinh thần như thế, các cầu thủ có thể đánh bại những đối thủ được đánh giá mạnh hơn đồng thời khiến người hâm mộ bùng nổ và vỡ òa cảm xúc theo. Trước đây bóng đá Việt Nam từng có hai huấn luyện viên người châu Âu nhưng luôn biết cách truyền lửa cho học trò và giúp bóng đá Việt Nam đạt được những thành công nhất định. Đó là huấn luyện viên Wigan và huấn luyện viên Calisto. Cả hai ông đều rất máu lửa cùng các học trò trên sân trong những thời khắc khó khăn ở các trận cầu quan trọng nhất. Điển hình ông Wigan đã giúp các học vượt qua ngưỡng tâm lý sợ thua ở các kỳ SEA Games trước để đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Indonesia, Malaysia, Myanmar và giành huy chương bạc. Hoặc huấn luyện viên Calisto cũng giúp các học trò vượt qua tâm lý sợ thua người Thái để đánh bại đối thủ ở chung kết AFF Cup 2008. Điều thứ hai đó là huấn luyện viên Chu Xi còn thiếu thời gian để hòa nhập với bóng đá Việt Nam. Rõ ràng với hơn 3 tháng cầm quân cùng vài trận quan sát giải V-League và hạng nhất vì giải bị nghỉ cách quản quá nhiều. Ông không thể có cái nhìn bao quát về các cầu thủ để tìm ra những người phù hợp với triết lý huấn luyện của mình. Vì thế ông chỉ còn cách tin dùng và sử dụng những cầu thủ mà ông từng huấn luyện thời còn làm huấn luyện viên U19 Việt Nam để làm nòng cốt cho U22 Việt Nam. Hơn nữa, lứa trẻ của bóng đá hiện nay được cọ xát quá ít ở môi trường đỉnh cao như V-League nên tâm lý cũng bị dao động khi rơi vào tình cảnh khó khăn. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo gặp thuận lợi hơn rất nhiều khi mới sang Việt Nam vì trong tay ông đã có lứa cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Viettel, đã có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn. Rõ ràng sự khởi đầu nào cũng có khó khăn riêng của nó và đội U22 Việt Nam hiện nay đang gặp phải tình cảnh như thế. Vì thế, hãy cho huấn luyện viên Chu Xi có thêm nhiều thời gian để khẳng định mình ở môi trường hoàn toàn mới. Hơn nữa, đây mới chỉ là giải đấu ở cấp độ trẻ, trong khi mục tiêu với bóng đá Việt Nam của ông Chu Xi không chỉ dừng ở những giải đấu khu vực như hiện nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.